Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 11.600 tỷ đồng bảo hiểm bồi thường cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3. Nông dân Quảng Ngãi trúng đậm nhờ giá cao tăng kỷ lục, nhiều nhà vườn thu về hàng trăm triệu đồng. Câu chuyện cuộc sống, người lớn dạy con trẻ hiểu về du lịch tại nơi mình sống. Gần 500.000 lượt xe chạy vào cao tốc nhưng thẻ ETC hết tiền, gây mất an toàn khi qua trạm. Cảnh báo ma túy nước vui xâm nhập vào giới trẻ, gây ảo giác, loạn thần và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Theo chân du khách trải nghiệm xuyên rừng vườn quốc gia Mũi, Cà Mau, mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ngày 11 tháng 10, ở khu vực Trung Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Với lượng mưa tính từ 19 giờ hôm qua đến 7 giờ sáng nay, có nơi trên 90mm như là Hòa Phước, Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, Quyền Hội, Trà Vinh. Theo dự báo thì ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Từ ngày 12 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra thì chiều và tối nay ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Đáng chú ý, dự báo ngày mai 12 tháng 10 ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất tại một số khu vực. Thưa quý vị, diễn biến mưa bão thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại và mới đây thì Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, thống kê đến ngày 7 tháng 10, dự kiến tổng số tiền doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người dân doanh nghiệp thiệt hại do bão số 3 và ngập lụt sau đó khoảng hơn 11.600 tỷ đồng. Số tiền bồi thường này được thống kê từ 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi nhận 73 trường hợp tử vong và thương tật. Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước tính gần 20 tỷ đồng. Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp đã tiếp nhận với tổng thiệt hại hơn 11.600 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã tạm ứng tổng số tiền bồi thường 108 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại Gia Lai, người dân phát hiện cá nuôi trên lòng hồ thủy lợi Iam, xã Iam, huyện Chư Prông bỗng dưng chết hàng loạt nên trình báo cơ quan chức năng. Ủy ban nhân dân xã Iam đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân cho biết từ chiều ngày 9 tháng 10, cá nuôi trên nhiều lồng bè nuôi ở lòng hồ thủy lợi Iam có biểu hiện lờ đờ, nổi lên mặt nước, trôi chết hàng loạt. Tính đến ngày 10 tháng 10, có khoảng 4 lồng bè của các hộ dân nuôi trên lòng hồ thủy lợi Iam xuất hiện tình trạng cá chết. Bước đầu người dân phản ánh có khoảng 3 tấn cá chết, chủ yếu là cá lăng, sắp đến kỳ thu hoạch nên thiệt hại rất lớn. Chuyển sang ghi nhận về hoạt động khai thác của người dân. Thưa quý vị, vào những ngày này thì người dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang rộn ràng chuẩn bị lưới và các ngư cụ khác, rồi chạy tàu ra bãi Dài, bãi Trường, xã Dương Tơ để đánh bắt ruốc. Theo ngư dân địa phương thì từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, bãi Trường, bãi Dài và nhiều khu vực bãi biển khác ở thành phố Phú Quốc ruốc về nhiều. Người dân cứ thế dùng lưới mùng bao dây bắt ruốc trên biển. Lên đên trên biển săn ruốc, nhiều tàu đánh bắt có thể kiếm được từ 300 đến 600 kg ruốc một ngày. Hiện ruốc tươi được bán với giá là 5.000 đồng một ký, còn ruốc phơi khô là 80.000 đồng một ký, đem lại nguồn thu nhập khá cho bà con ngư dân. Còn với cây trồng, thời gian qua giá cao tăng liên tục, hiện đang dao động ở mức 80 đến 85.000 đồng một kg. Cùng thời điểm này năm ngoái thì giá cao chỉ dao động từ 13 đến 15.000 một kg. Và với mức giá tăng kỷ lục thì nhiều người trồng cao đã thu về hàng trăm triệu đồng từ việc thu hoạch và bán cao, ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Phạm Hồng Khuyến, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sơn Tây, giá cao tăng kỷ lục kéo dài suốt nhiều tháng qua nên người trồng cao rất phấn khởi. Từ tháng 3 năm nay, người dân bắt đầu thu hoạch cao và giá từ đầu vụ đã ở mức hơn 40.000 đồng một ký. Giá cao bắt đầu theo chiều hướng tăng liên tục.
ghi nhận ngày 10 tháng 10, cao có giá hơn 80.000 đồng một ký. Bình quân cao trồng 7 năm sẽ có trái ổn định, mỗi vụ kéo dài 7 tháng. Khoảng 20 đến 25 ngày từ khi cao ra hoa, trái sẽ đến độ bán được. Giá cao đạt kỷ lục và duy trì trong nhiều tháng. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương không khuyến khích người dân tăng diện tích trồng ồ ạt để tránh cung vượt cầu. Thưa quý vị và các bạn, nếu như muốn đi du lịch, thông thường chúng ta phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị, như là đặt vé tàu, xe hay máy bay, chọn khách sạn, thu xếp công việc. Đặc biệt với những phụ huynh có lịch làm việc dày đặc thì muốn cho con đi du lịch cũng là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên thì với du lịch tại chỗ, chúng ta sẽ chỉ mất vài giờ để sắp xếp mà vẫn mang đến nhiều ý nghĩa và giá trị của một chuyến đi du lịch cho con trẻ. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong câu chuyện cuộc sống trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Anh Quang Bảo ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết bản thân anh rất muốn dành thời gian đưa con đi du lịch nhiều nơi, nhưng vì công việc bận rộn nên tạm gác lại. Và sau khi tìm hiểu về du lịch tại nơi mình sống, anh đã dành những buổi chiều cuối tuần để ở bên cạnh gia đình. Con của mình thì nó rất là muốn đi du lịch, nhưng mà hiện tại thì thời gian của hai vợ chồng của mình thì không có đủ cho một chuyến đi dài cũng như là một chuyến đi xa. Và bên cạnh đó thì mình cũng muốn dạy cho con mình hiểu biết về du lịch ở nơi mình sống. Vì hiểu biết về vùng đất, quê hương nơi mình sống là điều ưu tiên mà tôi dạy cho con của mình. Du lịch tại chỗ thường được gọi là staycation, là sự kết hợp giữa stay, ở lại và vacation, kỳ nghỉ. Thay vì di chuyển đến những địa điểm xa xôi, staycation mang đến trải nghiệm du lịch ngay tại nơi mình sinh sống hoặc gần nơi mình đang sống. Tại Việt Nam, những chuyến du lịch tại chỗ đang rất được ưa chuộng vì tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc, vì không cần lên kế hoạch trước cả tháng, không phải canh giờ để săn vé máy bay giá rẻ, khách sạn. Thời gian tận hưởng ngắn nhưng bù lại, khoảng cách di chuyển không quá xa, vẫn có rất nhiều thời gian tận hưởng những giây phút thư giãn, vừa có thể khám phá được những thứ vốn dĩ rất quen thuộc nhưng chúng ta đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng mình có thể hiểu như thế này. Du lịch gần nhà hay du lịch địa phương, chúng ta cũng có thể đi du lịch ở một cái nơi ngắn ngày trong thành phố của mình, hoặc những vùng lân cận, hoặc thậm chí ở tại nhà mình cũng có thể làm được cái vấn đề du lịch này. Nó cũng đầy đủ tất cả các giá trị, cũng có thể tái tạo năng lượng cho mình. Thứ hai nữa là đối với lại cái lợi ích thì chắc chắn mình cũng sẽ đóng góp cho, thay vì mang tiền đi xài ở nơi khác, tiêu dùng ở nơi khác, thì mình cũng có thể đóng góp ở tại địa phương mình để phát triển kinh tế địa phương. Nói tóm lại, đối với du lịch ở gần nhà hay du lịch địa phương hay staycation, tất cả những cái điều đó nó đều giúp cho cả hai bên. Khi chúng ta không có điều kiện để đi xa thì chúng ta đi gần. Có thể nói du lịch tại nơi mình sống rất có ý nghĩa đối với trẻ nhỏ, bởi những kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa địa phương sẽ giúp các em hiểu, cảm nhận, ghi nhớ về mảnh đất và con người nơi mình sinh sống, hun đúc trong các em niềm tự hào về quê hương, đất nước. Trẻ con đặc biệt, các bạn sẽ rất thích các cái hoạt động ngoài tự nhiên, để các con, các cháu ra khỏi cái máy tính, khỏi cái điện thoại, để cho trở lại các hoạt động ở cái khu vực. Ví dụ mình ra ngoại thành chút xíu để mình hiểu về, cho các em, cháu nó hiểu về nông nghiệp, nó làm trải nghiệm nông nghiệp chẳng hạn, cũng là một cách. Nói chung nó mang tính chất giáo dục, nó mang tính chất để giúp cho các cháu hiểu về quê hương của mình một cách tốt nhất. Rồi khi lớn lên thì từ tình yêu quê hương đó thì các bạn có thể đi xa, đi rất xa để tìm rất nhiều cái ước mơ, ước vọng. Nhưng mà cái ký ức của quê hương và lịch sử của quê hương không có phai trong lòng của các cháu thì điều đó là một điều quan trọng. Đối với du lịch tại nơi mình sống cho trẻ nhỏ, cha mẹ có thể làm một chuyến đi tham quan và hoạt động tại địa phương trong ngày. Cha mẹ có thể cùng con đạp xe, trải nghiệm chèo thuyền, câu cá, tham quan bảo tàng, tham gia các sinh hoạt với người dân ở địa phương, hoặc có những hoạt động đơn giản và nhẹ nhàng khác để con khám phá những con đường, những địa danh ở tại nơi mình đang sống hoặc ở gần đó. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể cùng con ở tại nhà chăm sóc cây cảnh, dành thời gian cùng con nấu một món ăn để con có thêm trải nghiệm và kỷ niệm tuổi thơ cùng gia đình ngay dưới mái nhà thân thương.
Bé nhà mình thì tính bé rất là hướng nội, cho nên là thường là muốn ở nhà và dựng lều cắm trại ngoài sân cùng với ba mẹ, hoặc là cùng ba mẹ nấu ăn. Thì chỉ những cái điều đơn giản như vậy thôi thì nó cũng giúp cho con cảm thấy rất là hạnh phúc, và khi lớn lên thì con sẽ nhớ về quê hương và luôn có ba mẹ ở đó. Trẻ em có khả năng lưu giữ ký ức rất lâu, vì thế khi được du lịch tại nơi mình sống thì những ấn tượng về quê hương sẽ theo suốt cuộc đời các em. Và còn vô vàn lợi ích khác khi cho trẻ du lịch và khám phá, trải nghiệm nơi mình sống từ nhỏ. Ngoài ra, đó cũng chính là cơ hội để cha mẹ giúp con được rèn luyện tính quan sát và mang đến cho con một nền tảng kiến thức, những kỹ năng sống vững chắc khi trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại các bậc phụ huynh khá bận rộn với guồng quay của công việc, trong khi nhiều trẻ em lại dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử hơn là vui chơi ngoài trời. Vì vậy, du lịch tại nơi mình sống là cơ hội giúp trẻ tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xung quanh để cảm nhận và khám phá những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Đồng thời, đó cũng là cách để giúp cha mẹ và con cái có nhiều thời gian bên nhau hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Gần 500.000 lượt xe chạy vào cao tốc nhưng thẻ ETC hết tiền, gây mất an toàn khi qua trạm. Cảnh báo ma túy nước vui xâm nhập vào giới trẻ gây ảo giác, loạn thần và nhiều hệ lụy nguy hiểm. Theo chân du khách trải nghiệm xuyên rừng, vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, kết thúc xét đạt tiêu chuẩn chức danh có 631 ứng viên được các hội đồng xét thông qua để đề xuất xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Như vậy, số ứng viên vượt qua vòng xét của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành chiếm 87%. So với số ứng viên đăng ký. Trong đó, các ngành toán học, vật lý, sinh học, kinh tế có số ứng viên được đề xuất nhiều nhất. Đối với chức danh phó giáo sư, ngành kinh tế có số lượng ứng viên nhiều nhất, gồm 100 ứng viên. Theo quy định, các ứng viên sau khi nộp hồ sơ đăng ký sẽ phải trải qua xét tại hội đồng giáo sư cơ sở. Khi đạt, sẽ được chuyển lên hội đồng giáo sư ngành và liên ngành, sau đó sẽ chuyển đến hội đồng giáo sư nhà nước. Dự kiến hội đồng giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thông tin về tình hình quản lý khai thác 4 tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cầu Giẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai và Đà Nẵng Quảng Ngãi trong 9 tháng qua. Theo đó thì tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục có lượng xe thông qua cao nhất, đạt 17,6 triệu lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023. Còn tuyến Cầu Giẽ Ninh Bình với 16,9 triệu lượt xe, tăng 7,4%, tuyến Nội Bài Lào Cai 13,9 triệu lượt xe, tăng 12,2%, tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi 2,1 triệu lượt, tăng 14,6%. Qua theo dõi các cao tốc Nội Bài Lào Cai, Cầu Giẽ Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ vào các dịp lễ Tết do lượng xe tăng cao, sự cố va chạm giao thông. Đáng chú ý, dù đã khuyến cáo, song 9 tháng năm 2024, tình trạng xe hết tiền trong tài khoản thu phí ETC khi đi trên các cao tốc vẫn còn tiếp diễn với hơn 480.000 lượt. Điều này dẫn tới giảm tốc độ lưu thông trên cao tốc và mất an toàn khi qua trạm thu phí. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 6 bánh heroin cùng hơn 1.000 viên ma túy. Sau một thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Mùa Thị Dụ, sinh năm 1995, và Hạng A Dự, sinh năm 2000, đều trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, 1.185 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác có liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ra lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạng A Di, sinh năm 2000, cùng trú tại xã Lóng Sập. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được một người không rõ danh tính ở bên kia biên giới thuê vận chuyển số ma túy trên. Khi đến địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Thưa quý vị, thời gian qua, một loại ma túy tổng hợp dạng mới có tên gọi là nước vui xuất hiện tại nhiều địa phương. Đây là một loại ma túy mới được đóng gói dưới dạng gói bột pha thực phẩm và đặc biệt là có thể hòa tan với nước. Khi uống sẽ gây ảo giác, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều. Điều đáng nói là loại ma túy nguy hiểm này đang được những kẻ xấu nhắm tới giới trẻ. Phản ánh của người đưa tin 24 giờ. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đối tượng Trần Phước Dương, 23 tuổi, trú tại xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, bị bắt khi đang vận chuyển 6 kg ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàn trữ, sử dụng ma túy nước vui. Loại ma túy mới này tan trong nước nên rất dễ bị đối tượng xấu ngụy trang như các loại nước giải khác để trà trộn tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi, giải trí. Nước vui là nó tổng hợp từ nhiều chất ma túy. Trong đó ví dụ như là tổng hợp từ ketamine, methamphetamine, rồi MDMA, nimetazepam. Và cái nước vui này thì nó có hai dạng, một thứ nhất là dạng lỏng, thứ hai là dạng bột. Và hiện nay thì có đối tượng trẻ là thường sử dụng cái loại ma túy này. Nước vui tác động lên hoạt động của não bộ, làm giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát về hành vi, khiến người sử dụng nó có thể gây ra những hành động nguy hiểm cho gia đình và xã hội. Ma túy nước vui, đây là ma túy tổng hợp mà gây nguy hại về cơ thể đối với thanh thiếu niên và học sinh. Khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường cùng với các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, cơ quan công an để mà tập trung đấu tranh mà ngăn ngừa đối với giới trẻ khi xâm nhập về các cái loại ma túy này. Dự báo tình hình tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy nước vui sẽ diễn biến phức tạp. Công an Quảng Ngãi khuyến cáo thanh thiếu niên đề cao cảnh giác, không tàn trữ và sử dụng các chất ma túy, các loại thực phẩm, đồ uống, chất kích thích. Khuyến cáo các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến các biểu hiện tâm sinh lý của con em mình, để có thể sớm phát hiện nếu con em mình sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống pha ma túy hoặc chất kích thích để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có tổng diện tích gần 42.000 ha, thuộc địa phận ba huyện Ngọc Hiển, Nam Căn và Phú Tân. Đây là rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất nước ta, được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và là khu Ramsar thứ 2088 của thế giới. Tuyến du lịch xuyên vườn quốc gia Mũi Cà Mau ra mắt từ năm 2019 là sản phẩm du lịch hút khách hiện nay. Tham gia tour du lịch xuyên rừng vườn quốc gia Mũi Cà Mau, du khách sẽ được di chuyển trên cano hoặc giỏ lãi, rẽ sóng lướt qua những kênh rạch, hai bên là những cây nước mắm phủ xanh. Đi sâu vào rừng ngập mặn, du khách được dừng lại các điểm trekking, đi qua cầu gỗ, qua mình vào khung cảnh thiên nhiên trong lành của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Em cũng là lần đầu tiên đặt chân đến với Mũi Cà Mau, đặc biệt là tiếng xuyên rừng này, được trải nghiệm cano thì em thấy không khí ở đây thì rất là yên bình và xanh mát. Không những có những loại cây như là đước nè, mắm nè, mà nó còn có những đặc sản không thể có ở những nơi khác. Bên cạnh các hoạt động ngắm nhìn rừng ngập mặn, đến đây du khách còn được trải nghiệm bắt nghêu ở bãi bồi, một hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé các điểm du lịch cộng đồng, tìm hiểu cuộc sống sinh kế người dân ở vùng ngập mặn. Được tham gia một số cái trải nghiệm như là bắt ba khía nè, mò dợp nè, những cái hoạt động mà gần gũi hòa mình với thiên nhiên để cho du khách trải nghiệm được cái cuộc sống của người dân ở đất Mũi của mình như thế nào, tạo ra một sự kết nối giữa cộng đồng người dân đất Mũi với lại khách tham quan khi mà đến với du lịch đất Mũi của tỉnh Cà Mau. Qua một chặng đường rất là xa, chúng tôi đến đất Mũi Cà Mau và đến đây thì chúng tôi thấy là trước hết là cái khung cảnh rất là đẹp, môi trường sạch sẽ, con người thì thân thiện và chúng tôi rất muốn là sẽ được trở lại đây những lần tiếp theo. Từ khi tuyến tham quan xuyên rừng vườn quốc gia Mũi Cà Mau đưa vào phục vụ, số lượt du khách tăng đều hàng năm. Đến nay đã đón tiếp gần 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Du khách cũng có nhiều đánh giá phản hồi tích cực từ tuyến tham quan. Qua đó cho thấy tour xuyên rừng đã thu hút và đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách gần xa. Mùa nước nổi đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long năm nay cao hơn cùng kỳ nhiều năm, tạo tâm thế phấn khởi cho bà con đánh bắt thủy sản tại địa phương. Không chỉ vậy, những người nông dân ở Đồng Tháp đã tận dụng dịp này làm du lịch, đón khách gần xa đến trải nghiệm, thưởng thức hương vị đồng quê.
Cho đến hẹn lại lên thì cứ đến mùa nước nổi, du khách lại tìm về Đồng Tháp bắt cá đồng, hái các loại rau đồng như là rau muống, bông súng, bông điên điển, rau dừa, rồi chế biến và thưởng thức các món ăn dân dã giản dị mà đậm hương vị đồng quê. Những năm gần đây, du khách về Đồng Tháp mùa nước nổi thường tìm đến trải nghiệm tại một số điểm như là xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, hợp tác xã Quyết Tiến, huyện Tâm Nông, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, khu du lịch Đồng Sen Gò Tháp, huyện Tháp 10. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc hợp tác xã Quyết Tiến, xã Phú Thành A, huyện Tâm Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu mùa nước nổi đến nay, điểm du lịch đã đón hơn 200 lượt khách đến tham quan trải nghiệm cánh đồng mùa nước nổi. Dịp này du khách cùng nông dân ra đồng đổ dớn, dở lợp bắt cá, dở ủ lương, hái rau đồng, hái cà na, ngồi xuồng mái ngắm cánh đồng mùa nước nổi. Cá đồng bắt được sẽ đem chế biến tại chỗ cho du khách thưởng thức. Tour du lịch mùa nước nổi tại Đồng Tháp thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 cho nông dân trong các tổ hợp tác nông nghiệp chung tay tổ chức thành điểm du lịch cộng đồng và ngày càng được du khách gần xa tìm đến trải nghiệm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tại ứng dụng THVNI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.